bản thân đang đứng trước mặt của Liên, nhìn chằm chằm vào cô bằng một cặp mắt hung dữ và Liên gầm thét. Con chó cái, mày giết tao, sao mày lại ác thế hả? Liên hốt hoảng, bản thân vẫn tiếp tục giơ tay tát tới tấp vào mặt của chị. Liên giật mình tỉnh giấc. Vừa rồi thì là mưa thôi sao? Nhưng khoan đã, hai bên má của Liên lúc này đau sắc cực kỳ. Chị vội vàng ngồi dậy, xoa mặt của mình vào gương thì vẫn không. Hai mắt của chị đỏ ửng, nhưng mà nhìn kỹ cả năm dấu bàn tay Liên hẳn đã chứng tỏ. Đây không phải là mưa. Quá tỉnh giác, Liên vùng dậy chạy ra khỏi phòng. Chị ta chạy đến cái bàn thờ của bản thân, đưa tay với sức một đèn lưu dưới chân tôi thôi. Sau đó chị đặt đây. Mẹ ơi, cái anh đang đứng cho con đã. Thì quản cảnh chứ con không có muốn như vậy đâu. Mẹ cũng đâu muốn làm khổ con cái đâu chứ, có đúng không ạ? Con xin mẹ để cho gia đình con được yên ổn. Mẹ hãy chịu thoát đi. Vừa dứt lời thì đèn hương trên tay của Liên vẫn lên trên dính rồi. Khi đã hoảng hồn đèn hương xuống đất. Chưa đầy một phút nén hương kia đã cháy rồi. Quá kinh sợ với những gì vừa xảy ra, Liên vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ leo lên xe đổ máy và chạy đi. Bên trong nhà thì bà thằng cô Minh vẫn đang ngủ, không có gì hay biết. Liên biết chạy xe chậm cả cái đường đỏ như thế chúng ta. Chị ta biết có người sẽ giúp đỡ chị ta hiểu chuyện này. Đến trưa thì Liên trở về nhà, Thủy vừa chạy ra đón để hỏi ngay. Cô ơi, cô đi đâu từ sáng rồi ạ? Con vừa chạy qua phòng mà không có thấy. Liên không trả lời, chị lại tiếp tục hỏi anh chị vào mặt của Liên. Mèo này tất mèo nhà mình kèm theo đó là một cái xà beng. Liên nhanh chóng để một viên gạch men ở trong cái phòng kia rồi đào đào một cái gì đó. Xong rồi cô bỏ gói vải bỏ vàng kia xuống, lấp đất và đem viên gạch lại trên cũ. Liên đứng dậy là một nụ cười đầy bí hiểm. Số là sau cái trải nghiệm kinh hoàng lúc tập ở sáng kia thì Liên đã nhận ra hồn ma của bản thân đã trở về thật. Và có lẽ không chỉ đơn giản đã hiện ra để hù dọa mà thôi. Vết thương trên má của cô là một ví dụ. Nếu cứ để như vậy, có khi bà ấy còn hại chết chị ta để bảo thủ công ty. Liên chạy đến nhà của một bà thầy Pháp có tên là Cô Đào. Bà ta sau khi nghe chuyện thì làm phép, rồi cho chị ta cái túi màu vàng này. Dặn là phải về chung ngay ở trong phòng. Phong hồn của bản thân sẽ bị nhốt lại, không muốn tác quái được chị nữa. Để cho an tâm, cô Đào còn cho Liên một lá bùa nhỏ, được khắc vào một sợi dây chỉ đỏ. Cô ta lấy đeo trên cổ của Liên. Dặn là phải đeo yên ở trong người không được tham gia. Sợi dây này sẽ là vật bảo hộ cuối cùng của Liên. Nếu như hồn ma của bản thân cô vô tình thoát ra khỏi phòng mình. Chắc mẩm với sự chuẩn bị của cô nào dành cho mình, Liên an tâm trở về nhà thực hiện theo kế hoạch. Liên rất tin tưởng, bởi vì trong bụng này cô nào đã ra tay xử lý không biết bao nhiêu vụ. Quả đúng là như vậy, Liên nằm ở trong phòng của bản thân mới đến viện, mà cũng không thể có bất cứ điều gì đã xảy ra. Giờ đây thậm chí chị đã còn mạnh dạn nhìn thẳng vào di ảnh của bản thân, mỗi lần thắc cử và đau đớn. Lại là điện thánh, anh mấy ngày hôm nay thấy nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Đó là bà Tâm mẹ của anh hiện về. Trông bà tiểu tụy và hốc hác nhiều lắm. Đáng nói trên cơ thể của bà bị trói bởi vô số sợi xích màu đỏ tròn. Chúng quấn vào tay và chân và thậm chí cả trên cổ của bà nữa. Bà Tâm không nói được gì cả. Chỉ hiện ra rồi nhìn đến con trai với một dáng vẻ u buồn mà thôi. Khánh tỉnh lại sau một lần như vậy. Khánh cảm thấy trong bụng của mình nắm chặt. Cảm giác bất an cứ ùa về. Sẵn tiền cửa khẩu bị đóng gần một tháng nay. Thay quyết định để xin lại bãi cho mấy người bạn cùng chung kho.
con, rồi ra đường bắt xe khách để trở về nhà. Về đến nhà khác hẳn với sự lo lắng bất an và trong lòng. Khánh cảm thấy căn nhà của anh hết sức bình yên. Thằng Minh thì trông có vẻ hoạt bát hơn. Con bé Thủy tháo vát chăm lo mọi thứ chu đáo, và đặc biệt là Liên vợ của anh, cô hình như đã hết dính vào cờ bạc. Cái này không phải là một gia đình hạnh phúc hay sao? Khánh thầm nhủ ở trong đầu. Xem ra những lo lắng bất an vừa qua chỉ là do anh nghĩ nhiều mặt thôi. Hơn lúc nào hết, anh đã phải yêu thương căn nhà và những thành viên trong gia đình của mình tìm vậy. Sáng hôm nay, anh Khánh lấy xe máy chở thằng Minh đi ăn sáng. Chị Thiên tách đi chợ với con bé Thủy từ sớm, cho nên bây giờ chỉ còn hai cha con đối thối với nhau. Đang ngồi sau xe thì thằng Minh khều khều vai của anh Khánh. Ba ơi, mấy hôm nay ba ở Hà Nội. Câu nói của thằng bé làm cho anh Khánh giật mình đôi chút. Anh cười và nói, không, cô không có gặp. Bà nội con bây giờ chắc đang ở trên thiên đường rồi đấy con. Con thật không hả bố? Vậy là bà mới đi thôi, chứ mấy hôm trước còn vẫn có với bà cơ mà. Anh Khánh dừng xe lại ngay. Anh nhíu mày đưa mắt sang nhìn sau lưng. Mình, con nói gì vậy? Con nói là con thấy bà nội. Gương mặt hồ hồn và có phần ngượng ngạnh của thằng bé làm cho Khánh đỏ quá. Ai? Là ai bày cho con nói như vậy thế phải không? Bà nội mất rồi làm sao có thể thấy được cái chứ? Thằng mình vẫn quả quyết. Không, con thấy bà nội thật mà cả chị Thủy cũng thấy. Bố không tin thì cứ hỏi chị ấy đi. Anh Khánh khựng lại, nhưng mày một lúc rồi hỏi con. Con thấy bà nội như thế nào kể cho bố nghe. Bà nội vẫn như trước, nhưng mà bà không nằm một chỗ nữa. Bà đứng thẳng nhìn con cười thế này, nhưng mà nhìn bà nội buồn lắm, không biết ai làm cho bà nội buồn nữa. Thằng Minh nói xong, anh Khánh cảm thấy rối lắm. Trước giờ thằng Minh con của anh không biết nói rối là gì. Tuy nó có người thờ ảo, nhưng từ nhỏ anh đã dạy bảo nó rất cẩn thận. Những chuyện này làm sao có thể xảy ra? Lẽ nào vong hồn của mẹ anh đã hiện về thật sao? Đúng rồi, Thủy và mẹ Thủy. Nghe thật mình nói con bé Thủy cũng đã thấy. Lần nữa anh sẽ hỏi con bé Thủy xem. Trên ngày hôm đó thì sau khi ăn cơm xong, Liên bảo ra ngoài có một chút việc. Khánh tranh thủ cơ hội để gọi con bé Thủy đi. Anh biết nếu anh hỏi chuyện này trước mặt của vợ thì có khi là bị ăn trời. Thủy bước đến cúi chào Khánh lễ phép rồi hỏi. Dạ, chú Khánh có chuyện gì mà thương con à? Mặt của Khánh nghiêm nghị, anh ta đưa mắt nhìn Thủy. Chú hỏi con thêm chuyện này, nhưng mà hứa với chú là con phải trả lời thật nhé. Dạ, con hứa là chú cứ nói đi. Con hứa bạn của làm mình phải không? Nghe câu hỏi của Khánh vừa xong, Thủy nghĩ cười. Mấy ngày vừa qua, cô vừa có lại sự ác tâm vào đây. Ấy thế mà bây giờ con lại muốn nhắc đến cái chuyện này. Sao, con nói đi. Dạ, con có thấy. Thủy ấp úng nói. Sao, con nói thật ư? Kể lại cho chú nghe. Thủy đem chuyện mấy ngày vừa qua kể lại đích cho Khánh. Kể đến đâu thì trong mặt của Khánh nghe thấy rõ. Xong xuôi thì chú trước nhà để tiếp tục sửa soạn cho bữa tối. Khánh ngồi trong phòng một mình. Anh châm điếu thuốc rồi ngồi lần thứ. Những chuyện Thủy vừa nói là thật sao? Nếu vậy thì mẹ của anh vẫn chưa siêu thoát. Khánh nhớ lại cái hình ảnh của bà Tân Kiều bị tội nghiệp hiện lên những lần suốt trong giấc mơ của anh, thì càng củng cố thêm phần nào cho cách suy nghĩ đó. Lúc đang mũi thuốc thì Khánh đứng dậy, anh chạy ra bộ của mẹ mình, mua ít trái cây và dính điện vàng mã nốt cho bà. Nhưng kỳ lạ thay, mấy bó đường mà anh mua đem ra, đốt lên thì không cây nào cháy cả. Khánh nhíu mày khó hiểu lắm, lúc đầu nghĩ là do gió, nhưng sau khi tìm đủ mọi cách để thu thì vẫn không tắt được lại không. Nhờ bánh và quen hương thì chỉ được bổ sung trở lại tốt hơn. Khánh bất lực có bớt hương lại rồi chắc chắn yên chán mà cần. Nếu mà mẹ có định chịu bỏ tức hay là chưa có thể sửa được, thì hãy để cho mấy nén hương để tránh hương thì có thể lo. Khấn xong thì anh Khánh giơ thẳng bó hương về phía trước rồi châm lửa. Kỳ lạ thật, ngọn lửa vừa bén vào thì đã phủ cháy lên thật nhanh, khói tỏa ra nghi ngút. Lúc này anh biết tin chắc về sự hiện diện của vong hồn của bản thân, và anh càng đau khổ hơn khi biết chắc rằng mẹ của mình có điều gì đó mà chưa được siêu thoát. Khánh đứng ngoài mộ của mẹ hồi lâu rồi trở về nhà. Trên đường về, Khánh suy nghĩ xem có những chuyện này cho bản thân. Về đến nhà thì Liên đã trở về, trông chị ta có vẻ cáu gắt, chắc là vừa thu bản. Nhưng Khánh không quan tâm lắm.
kéo vợ vào bên trong phòng rồi ngồi yên để giải quyết mọi chuyện trong phòng nghe. Lúc đầu Liên có hơi hốt hoảng khi ngay cả chồng của cô ở xa như vậy mà cũng thấy được phong hồn của bản thân. Chuyện này thì không ổn, không phải bản thân đã bị chị phong ấn lại rồi sao? Những ngày vừa qua là khi cái hồn ma của bà ấy xuất hiện. Liên cũng chứng kiến được chuyện đó. Anh thấy chuyện gì? Mấy bữa trước còn chuyện là cũng nói như vậy đó. Nhưng mà em cũng đã vô đó ở mấy đêm, làm gì có cái chuyện gì. Mình đừng có làm quá đi. Chắc là anh vì thương nhớ mẹ cho nên mình ngủ mơ như vậy thôi. Còn cái chuyện mấy đứa nhỏ thì để em cắt chặt chúng nó, không có được nói lung tung. Khánh gật gù cho rằng vợ của mình nói đúng. Người thì cũng đã mất, nói thêm nhiều nữa thì không hay. Chuyện này tính ra của người ngoài thì họ lại dị nghị. Nói rồi anh lên người nhìn vợ. Mấy ngày sau thì tất cả trải qua cuộc sống bình thường. Sinh viên thì lúc nào cũng cảm thấy bất an ở trong lòng, ruột gan lúc nào cũng nóng tình lên tốt. Hôm nay ở quê có việc cho nên con bé Thủy xin phép về quê hai ngày. Liên nghe thấy như vậy thì mừng rỡ lắm. Chị ta cuối cùng cũng có cơ hội để kiểm tra lại xem cái túi bùa vàng của cô Đào trong hôm trước có bị vấn đề gì không. Trời đã về khuya, tiếng ngáy của anh Khánh vang lên đều đặn. Liên lúc này mới rón rén bước xuống giường. Chị ta xuống bếp lấy một con dao nhỏ rồi từ từ bước vào trong phòng của Thủy. Ánh đèn nhanh chóng lan tỏa tạo cho con người một cảm giác an toàn. Liên đến lên trong phòng, chị ta quần đồng đồ đá và hôm trước chị ta cố định đeo lên trên. Một viên gạch nổi lên khác biệt với phần còn lại. Hôm trước mình đủ vụ quá chứ lại sao, viên gạch này đã được chặn lại. Liên còn dùng con dao đẩy viên gạch lên rồi đào hố gì đó. Lát sau cô thở vào nhẹ nhõm khi nhìn xuống. Cái túi bùa vẫn còn nguyên, vậy là không có chuyện gì cả. Liên lắp đất lại cẩn thận mọi thứ. Nhưng chị ta không ngờ rằng bên ngoài cửa có một cặp mắt đang dõi theo mình. Đó là Khánh. Số lại đang ngủ, anh cảm thấy khát nước cho nên tỉnh lại. Mở mắt không thể vào đâu. Anh quyết định xuống dưới nhà tìm thì thấy Liên cầm con sa lăng nằm đi vào trong phòng của Thủy. Thế lạ nhưng anh không gọi vợ mà âm thầm theo sau. Bây giờ đây chứng kiến hành động thì đã của vợ, nhưng anh Khánh không ổn hỏi. Anh muốn tự mình xem. Sau khi xong Liên quay trở về phòng, Khánh đã giả vờ ngủ lại. Trong lúc như vậy thì chị ta thở vào một cái, chỉ nằm xuống ôm lấy chồng ngủ đến sáng. Sáng ngày hôm sau Liên lại lấy cớ đi chợ để đánh bài tiếp. Còn Khánh anh mở cửa phòng của Thủy ra, tiến lại cái chỗ mà đêm qua anh bắt gặp hành động kỳ lạ của vợ. Chiếc túi màu vàng hiện ra trước mắt, anh nhíu mày và đi vào nói. Đây là cái gì chứ? Anh đưa tay để bóp bóp. Ở bên trong đó có thứ gì trong những cỏ khô hay là bọ cây vậy? Nhưng Khánh chú ý đến những sợi chỉ đỏ của quần vào chiếc túi. Nó làm cho anh liên tưởng đến những sợi xích đỏ quấn vào cổ của bản thân mà anh mắc gặp trong giấc mơ mấy ngày trước. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì át hẳn trong chuyện này có cái gì đó mở ám. Khánh tiếp tục không có ý định hỏi vợ của mình. Anh nhấc chiếc túi bí ẩn kia vào trong áo khoác rồi lấp đất lại, làm đúng y chang như Liên tối ngày hôm qua. Sau khi mọi thứ trở về như ban đầu, Khánh lặng lặng bỏ ra ngoài. Anh chở cô Minh sang nhà người quen gửi tạm rồi chạy thẳng đến chùa Phổ Quang. Đây là một ngôi chùa nhỏ, nó vốn ở gần căn nhà cũ ngày xưa của Khánh, từ thời bố của anh còn sống. Cho nên anh cũng có chút quen biết với sư thầy Thích Trần Thâm là chủ trì ở trong chùa. Và biết nơi vừa nhìn thấy Khánh, thì vị sư già bước ra bắt tay mà nói. Khánh, về hồi nào đó con, cho con dòng này mở ra đó. Dạ, con đi về được mấy hôm rồi ạ. Hai người nhanh chóng ngồi xuống ghế, và với câu chuyện xã giao thì Khánh đi thẳng vào vấn đề chính. Dạ thưa thầy, con phát hiện trong nhà con thứ này. Khánh vừa nói vừa đem cái túi màu vàng đặt lên bàn. Vì Skin nhìn chuyện lập ngược nói. Cái này con cũng không biết nó là cái gì cả. Giờ chỉ tin được mỗi mình sư thầy thôi. Mong thầy giúp con. Khánh tiếp tục kể hết chuyện lạ về phong hồn của bản thân cho vị sư nghe. Sau khi nghe xong thì vị sư già gật gù trầm ngâm và nói. Tuy ta không biết cái thứ này là gì, nhưng mà khẳng định cho con, vật này đến từ tà môn. Nó rất có thể là không có tác dụng gì tốt đẹp cả. Để đó ta sẽ giữ lại vật này, tìm hiểu xem có cách nào để hóa giải nó không. Khánh gật đầu cảm tạ vị sư già rồi ra về. Trên đường đầu óc của anh lại càng rối hơn nữa. Chuyện này có liên quan gì đến Liên?
Tại sao vợ anh lại âm thầm giấu thứ này ở trong phòng? Rõ ràng không phải nhắm vào con bé Thủy. Vậy thì nó có liên quan gì đến bà Tâm mẹ của anh? Vừa đến nhà, Khánh định bụng sẽ hỏi xem vợ trả lời như thế nào. Nhưng vừa mới đến nhà thì không thấy Liên đâu. Chắc là chị ta lại đi đánh bài nữa. Ngồi một lát thì con bé Thủy từ dưới quê lên. Trong tiếng nó, Khánh ngạc nhiên lắm. Ủa bé Thủy, con bảo là con về quê 2 ngày cơ mà. Chú tưởng ngày mai con mới lên. Là công chuyện ở dưới quê xong cả rồi cho nên là con quay lại. Nhà mình vẫn ổn chứ chú Khánh. Khánh không đáp, chỉ ậm ờ. Con bé Thủy cũng không hỏi gì thêm, liền đi vào trong nhà tắm rửa thay đồ. Khánh rất yếu thuốc ra ngồi rồi châm lửa. Hơi khói thuốc làm cho anh tỉnh táo lại đôi phần. Đang ngồi suy nghĩ lại về những chuyện kia thì Khánh nghe đi tiếng hét lớn. Tiếng hét này không ai khác, đó chính là con bé Thủy. Nó vừa xuất phát từ trong phòng của con bé. Khánh vội vã chạy vào bên trong. Và đến nơi anh thấy Thủy đang ngồi thu lu ở một góc. Người run lên bần bật. Thủy, con sao vậy? Con bé run rẩy từng ngón tay chỉ lên trần nhà. Con với bà. Khánh tái mặt, anh đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của con bé, nhưng không thể thấy có gì xuất hiện ở đó. Anh dừng Thủy ra để chấn an. Mẹ, không sao cả đâu, con về tỉnh lại sao nào? Nhưng Thủy dường như không nghe lời của Khánh nói. Cô đã hoảng loạn thực sự. Thủy hét lớn rồi vùng chạy ra ngoài. Con bé bỏ đi, là bỏ đi thật sự. Nó thậm chí sợ hãi căn phòng đó đến tột độ mà không dám quay vào lấy quyết đồ khi đấy. Khánh phải đi vào lấy dụng nó. Xong xuôi con bé chỉ nói được đúng một câu là nó xin nghỉ làm ở đây, nó sẽ trở về quê. Nói xong thì Thủy bước ra ngoài với vẻ gấp gáp lắm. Có vẻ như là việc tránh xa khỏi ngôi nhà này đang là ưu tiên số một của nó vậy. Khánh bây giờ chỉ còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn. Liên vẫn chưa về, còn thằng cô Minh lúc nãy anh vẫn chưa đóng. Khánh thở dài cười cười, anh tiến lại bàn thờ của bà Tâm. Khói hương vẫn còn nghi ngút ở trên đó. Khánh chắp tay lại mà khấn. Mẹ, suốt cuộc đã có chuyện gì thế mẹ? Mẹ, sao mẹ lại rời bỏ con mà đi? Nói đến đây thì tấm di ảnh của bà Tâm bất ngờ lật úp xuống. Khỏi phải nói tên là mẹ của mình, nhưng mà Khánh như là muốn đá cả ra quần. Anh hốt hoảng bật lùi lại đằng sau mấy bước rồi ú ớ. Đột nhiên cái bàn thờ rung lắc mạnh, cứ như là động đất vậy. Nhưng chỉ có mỗi bàn của bà Tâm là rung lên mặt thôi. Lọ hoa bát hương đổ xuống bên cạnh rồi vỡ tan tành. Khánh sợ quá rú lên rồi bỏ chạy. Khánh lại chạy đến chùa lần thứ hai. Trong vẻ mặt kinh sợ của Khánh thì thầy Trần Thông biết được đã có chuyện. Ông chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói: cứu mẹ con với. Giọng của Khánh như là lạc thần cả đi. Thầy Trần Thông kéo anh ngồi vào ghế ra hiệu bảo anh tỉnh tỉnh. Lúc đấy con đi đã tận tìm hiểu về cái thứ này. Đang định hỏi thì con đi. Ta nói cho con nghe, cái thứ này con đưa cho ta là một dạng bùa chú để mà chấn yểm vong hồn của người chết. Nghe tiếng hải trí chấn yểm, Khánh như vốn lẽ. Những hành động của Liên, sự sợ hãi của Thủy và cái văn thờ kinh dị lúc nãy, tất cả không phải đều bắt đầu từ lúc anh moi chiếc túi vàng này rồi nhận hiểu như sao. Vì sự kia lại tiếp tục nói, để có thể là thứ mà con người đã đồng đóng chuyển tiền trên điểm tạm bạc. Mà những thứ này người làm bùa họ không có lượng chất được. Cái này chỉ có tác dụng kìm hãm tà ma mà thôi. Nhưng mà đến khi tà ma được giải thoát thì nó sẽ giết tích tụ oán khí mà thành quỷ. Lúc đó khó mà lượng chất được chuyện gì sẽ xảy đến. Nghe đến đây thì Khánh tái mặt đi. Lẽ nào tà ma mà sư thầy vừa nói chính là bà Tâm? Không thể như vậy. Tại sao mẹ của anh lại thành ma thành quỷ? Không phải cái chết của bà là do bệnh tật hay sao? Thế thì làm gì có chuyện mờ ám về cái chết của bà Tâm? Vì sư thoáng thấy sự rối rắm trong mắt của Khánh thì liền nói. Rất có thể mẹ con trước khi chết có chuyện gì đó uất ức, cho nên chết rồi mới hiện về báo mộng cho con cháu. Vợ con không hiểu được chuyện, cho nên đã xin bùa bị phong ấn mãi lại. Hôm nay con đem gỡ lá bùa ấy lên, là rất có thể vô tình đã hóa giải phong ấn của bà ấy. Vì con bé Thủy kích động như lúc nãy, chắc chắn là bà ấy đã thoát ra vào hù nó. Khánh ngước mắt nhìn vị sư kia mà nói, thế thì bây giờ con phải làm sao đi thưa thầy? Vị sư chậm ngâm mà nói, theo ta thấy trước mắt con phải về nhà, tìm xem trong nhà còn lá bùa nào mà vợ con thể về được không. Nếu có thì gỡ ra và đốt đi ngay. Ta sẽ cho con một chiếc chuối hạt, con đem về tặng đến bàn thờ của bà cụ. Tối nay ta sẽ quan lấy ở chùa, nhưng mà con yên tâm, sáng mai ta sẽ đích thân đến làm lễ cầu siêu cho mẹ con.
Nói xong thì một chuỗi hạt màu sẫm được vị sư đặt vào tay của Khánh. Anh gật đầu dấu dắt cảm tạ vị sư. Khánh vẫn chưa muốn trở thẳng cô binh về bồn, vì ai mà biết được trong căn nhà của anh có nguy hiểm gì không. Chiếc cái bàn thờ lúc này thật sự làm cho một người lớn như anh phải kinh sợ, huống chi là một thằng nhóc lúc nhát đó. Chạy đến đầu ngõ thì Khánh thoáng thấy ánh đèn ở trong nhà khá đang liền đang về tổ ngữ. Chạy vào trong sân thì Khánh phát hiện ngoài chiếc xe ga của vợ mình còn có một chiếc xe khác. Anh dựng xe toàn cất tiếng gọi thì nghe tiếng động ở bên trong phát ra. Đó là tiếng bát vỡ. Khánh hớt hải chạy vào ngay trong phòng và đến nơi anh thấy Liên đang ngồi ở dưới đất, hai mắt nhắm nghiền lại. Trước mặt là một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta tay cầm một cây nến đang cháy, tay còn lại cầm một giấy vàng trông như là lá bùa rồi phất phơ. Cả hai đang ngồi ở trong phòng thờ. Dưới đất là vô số mảnh vỡ của bát vỡ vương vãi. Hai người làm gì vậy? Khánh quát lên để giận dữ. Liên nghe thấy tiếng của chồng thì giật mình mở mắt. Hai người làm gì đấy? Khánh tiếp tục quát lên. Liên vội ngồi dậy giơ hai tay về phía của chồng. Anh đứng yên đó, sắp xong rồi. Anh đứng yên ở đó. Trong những gì đang diễn ra ở đây, Khánh lờ mờ đoán được cái người phụ nữ lạ mặt kia chính là chủ nhân của chiếc túi màu vàng. Giờ đây bà ta lại đang định làm một chiếc lá bùa chất liệu khác ư? Không được. Khánh liền chạy ào tới, đưa tay xô người đàn bà kia ngã rúi rủi xuống dưới đất. Cây nến và lá bùa màu vàng đi rớt xuống đất. Liên hốt hoảng lắm, cô ta chạy lại đưa người kia lên. Cô đào, cô có sao không? Người phụ nữ kia có mắt nhìn Khánh. Anh dám mạo phạm bậc thánh thần à? Hiện máu, Khánh dường như không quan tâm đến đống mảnh sành vỡ ở dưới chân mà lao bộ đến, tóm lấy cổ áo của người đàn bà tên Đào kia rồi tát tới tấp. Mày tên thương bạc sao? Mày tính làm gì ở nhà tao? Mày cút mau! Cô Đào kia bấy giờ sợ hãi lắm. Cô ta không ngờ thái độ của Khánh lại mạnh mẽ như vậy. Chị ta hốt hoảng ngồi dậy thêm lát nữa, có khi bị đá đàn ông hung dữ này giết chết. Nghĩ vậy, cô Đào lật đật lục cục bỏ dậy rồi vụt chạy ra ngoài. Anh Khánh ở phía sau chửi động. Mày liệu hồn đó, tao mà còn thấy mày ở đây nữa thì đừng có trách. Cô Đào kinh nhanh chóng phi lên xe rồi chạy đi mất. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại là hai vợ chồng. Chị Liên hơi bất ngờ với hành động vừa rồi của anh Khánh. Thường ngày anh ghét chuyện mê tín, nhưng nếu có thì cũng là lắm mắt mà thôi, chứ làm gì có chuyện anh lao đến tấn công cả thầy cúng. Hay là chồng của cô đã biết chuyện gì đó? Nghĩ đến đây thì Liên hốt hoảng, cô vừa hỏi chồng. Anh làm sao thế ạ? Khánh ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó, đưa cặp mắt giận dữ nhìn vợ rồi nói. Cô nói thật đi, cô đã làm gì? Cô đã làm gì mẹ tôi? Câu hỏi của Khánh như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực của Liên, chỉ ta ấp úng. Em... Khánh đứng dậy, tiến lại chỗ cậu vợ đang ngồi, rồi nắm lấy hai cổ áo của cô. Khánh dần dòng từng tiếng. Cô đã làm gì mẹ tôi? Liên ú ớ, Khánh hết nhìn xuống cổ của cô. Một sợi dây chỉ đỏ được cuốn như là sợi dây chuyền. Và không khó để Khánh nhận ra, có một lá bùa được dặn vào bên trên đó. Máu nóng của anh lại tiếp tục nổi lên. Mày kiếp, mày còn rước đeo bùa cả đến người nữa sao? Đừng, anh đừng. Liên chưa kịp phát hết câu thì sợi dây kia đã bị Khánh giật đứt. Anh ném sợi dây ra một góc để tiếp tục hổng hổ. Mày đã làm gì? Mày nói ngay. Liên bây giờ ú ớ, cả mắt hướng về sợi dây chuyền kia rồi giơ tay vướng lấy. Sợi dây chuyền bây giờ như là sinh mạng của cô vậy, không có nó cô đâu còn an toàn nữa. Nước mắt nước mũi của Liên tú ra, cô kêu la lên thảm thiết. Khánh buông cổ của cô ra, ngay lập tức Liên nhào đến trong xó, vừa lấy sợi dây chuyền kia rồi nối nó lại cho Liên cổ. Nhưng lá bùa trong đó hình như đã bị rách. Khánh không hiểu sợi dây này rốt cuộc có khả năng gì, nhưng anh vẫn trở lại câu hỏi lúc nãy, tiếp tục gần giọng và nói. Mày đó đi, mày đã làm gì mẹ tao? Mẹ đã giết bà nội. Một giọng nói vang lên làm cho Khánh giận mình. Anh quay lại đằng sau. Minh, con, sao con lại về đây? Sau lưng của Khánh đúng là Minh. Thằng bé đã đứng đó từ lúc nào mà Khánh không hề hay biết. Nó từ từ bước tới chỉ thẳng vào Liên rồi quát. Chính mẹ đã giết bà nội. Khánh cúi xuống với thằng bé lại. Mình, con nói gì vậy? Chính bà ta đã giết bà nội. Bà ta đã đầu độc bà nội. Liên vẫn ngồi trong góc cố gắng sửa lại sự di chuyển kia trong vô vọng. Nghe được lời của Minh nói nên quay sang trước mặt. Con biết cái gì mà nói? Anh nói hàm hồ, tao là mẹ của mày đi. Khánh vội vàng nói. Mình, con đã nói với mẹ con thế hả? Ai mới là mẹ hả?
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ cổ họng của thằng Minh. Giọng nói như là vang lên từ tận địa ngục. Thằng bé vừa nói vừa quay sang nhìn Khánh. Khánh rụt lên vẻ mặt sợ hãi. Bởi người đứng trước mặt anh bây giờ là Minh, nhưng không còn là Minh nữa. Hai mắt của nó đỏ ngọt, giống như là chỉ có một trọng ghê mà thôi. Cái miệng của nó nhếch lên, nó nhìn Liên rồi cười nói: "Ai mới là mẹ đây?" Liên há hốc mồm kinh sợ: "Mày!" Ngay lập tức, thằng Minh xông tới chỗ của Liên. Nó điên cuồng đập đá túi bụi, hai chân dẫm lên với mảnh vỡ trên sàn nhà tuôn chảy cả máu. Nhưng mà hình như nó không hề cảm thấy đau đớn. Anh Khánh vội tới ngăn lại, nhưng bây giờ thằng Minh như một con người khác. Nó khỏe đến mức chỉ cần đẩy một cái thì Khánh đã ngã rụt rụt lại đằng sau. Còn Liên thì nằm im chịu trận. Chị ta vừa la hét trong đau đớn, nhưng với những cú đấm cú đá túi bụi của thằng Minh. Tiếp theo, mình muốn lấy một mảnh xanh sát đòn. Nó giơ lên trước mắt của Liên rồi cười khắc khắc: "Mày giết tao thì bây giờ tao phải giết mày." Thằng Minh nói xong thì giơ mảnh xanh lên cao và đập xuống. Sự lại một giọng nói đánh thức vang lên. Rồi nhận được cách, một bóng người vụt tới đưa tay giằng lấy mảnh xanh trong tay cổ mình. Khánh lắp bắp nói: "Sư thầy." Đúng là sư thầy Trần Thông. Số là ông đang chuẩn bị buổi lễ ở trong chùa, nhưng không hiểu tại sao bụng già lại nóng gian. Ông nhớ đến Khánh thì liền chạy đến ngay. Cũng may là đến kịp lúc. Cũng thật kỳ lạ, người đàn ông vạm vỡ như Khánh thì thằng Minh chỉ cần đẩy nhẹ một cái là xong. Còn đây là sư Trần Thông, tính ra thì cũng đã hơn 70 tuổi, nhưng ông chỉ cần dùng một tay có thể ngăn cản được cái đôi tay của mình. Tiếp đến, sư thầy dùng tay còn lại chụp lên đầu của nó rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Thằng Minh rú lên kêu gào trong đau đớn. Sư thầy Trần Thông cứ giữ nguyên tư thế đó. Đọc kinh một lúc thì thằng Minh đổ vật xuống sàn nhà, cả người của nó mềm nhũn. Thế vậy, sư thầy vội vàng quay sang Khánh: "Mau đưa thằng bé về chùa đi." Khánh gật đầu liên lìa, bế tắc thằng Minh lên rồi chạy đi. Trước khi đi, sư thầy quấn hữu ảnh lại rồi chỉ về phía Liên: "Còn cô ấy?" Khánh tức giận: "Cứ để cô ở đây, sao với tất cả tội lỗi những việc cô ấy đã làm đi." Nói xong thì anh bế thằng Minh chạy ra ngoài cổng. Ba người về đến chùa. Cả ngày hôm ấy, sư thầy tụng kinh cầu bình an cho thằng Minh. Không cần phải nói thì Khánh cũng biết, vừa rồi chính là bà Tâm, mẹ của anh, đã nhập vào thằng Minh. Quá sợ hãi, nhưng những lời của thằng Minh nói thì Liên thực sự đã đầu độc chết mẹ của mình hay sao? Chọn hết, sao cô ấy lại làm như vậy? Lát sau thằng Minh tỉnh dậy, nó hoàn toàn bình thường và không biết được chuyện gì cả. Thứ nó nhớ duy nhất chính là đang ngồi chơi ở nhà của bà con, thì nó nghe được hình như có ai đó gọi nó về, cho nên cứ đi theo giọng nói đó trở về nhà. Lúc này mình đã ổn, Khánh mới đem câu chuyện vừa xảy ra thuật lại cho sư thầy nghe. Nghe xong thì ông thở dài mà nói: "Đúng là cuộc đời, người ta vì lợi ích sân si thù hận mà có thể thẳng tay làm những chuyện tà ác với chính người thân của mình. Thôi cậu nghe ta, chuyện đâu còn có đó. Ngày mai về nhà khuyên nhủ cô ấy đi đầu thú. Về phần dương là như vậy, còn ta về phần âm sẽ góp chút sức tàn để làm cái lễ cầu siêu cho bà cụ. Giờ thì không còn oan ức gì nữa rồi, chắc bà cụ cũng siêu thoát mà thôi." Khánh gật gù nói: "Dạ, con hy vọng mọi chuyện sẽ ổn." Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sáng ngày hôm sau, khi mà Khánh và vị sư kia quay trở lại thì bắt gặp một cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Liên đã treo cổ tự tử ngay trong phòng thờ, thân thể đã lạnh toát cứng đờ. Cơ thể của cô tự tử ngay trong đêm đó. Khánh hối hận lắm, dù gì thì nghĩa tình vợ chồng bao nhiêu năm, anh chỉ vốn chấp cho cô một bài học và xin chịu trừng phạt của pháp luật mà thôi. Nhưng thật không ngờ gặp cảnh tượng đau lòng này. Khánh quỳ xuống mà khóc sụt sùi. Lúc đưa xác của cô ta xuống, không thể nào có cho cặp mắt của cô ta nhắm lại. Mãi cho đến khi Khánh tiến tới thì làm gì đó vào tai, thì hai con mắt và trừng 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 trắng của Liên đã từ từ nhắm mắt lại. Đang sự của Liên xong, Khánh cũng ra bán căn nhà kia rồi cùng Minh bỏ đi biệt xứ. Không ai biết là hai người đó đã đi đâu. Giống như là ký ức đau buồn trong căn nhà này đã làm cho Khánh không muốn nhìn thấy nó nữa. Mấy người hàng xóm sau khi hay chuyện thì đồn đại nhiều lắm. Người thì cho rằng Liên vì hối hận và sợ hãi cho nên biết treo cổ và chết. Nhưng có người lại cho rằng cô chính là bị hồn ma của mẹ chồng báo thù.
Chuyện đúng sai thế nào thì không ai rõ. Nhưng mà tại tất cả đó, lâu đầu người ta vẫn còn theo phong tục tín thân, tín thất xung con, tín đại nhau, rồi cả tiếng cười và quán ở sự mặt đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã